Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái app mà chúng ta có thể chơi game và kiếm cái đồng PHT Free Và từ cái đồng PHT này thì các bạn có thể là đổi về tiền mặt thông qua cái ví Church Wallet Và nếu bạn nào mà không có cái tài khoản ngân hàng thì các bạn có thể bán cái đồng PHT này qua cái fanpage CCA Channel của mình Thì cái link fanpage mình sẽ để dưới phần mô tả video Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta đăng ký cũng như là sử dụng chơi game với cái app này thì đầu tiên thì các bạn sẽ xuống dưới cái phần mô tả của video của mình nhé Thì các bạn nhấn vào cái link đăng ký hoặc là các bạn có thể lên CH Play các bạn tải app về Ok thì đầu tiên các bạn sẽ lên CH Play và các bạn tìm cho mình cái app có tên là Crypto Card Collect and Earn Đó thì các bạn sẽ tải cho mình cái app này về Sau đó các bạn sẽ mở lên và đây thì có hai cách để chúng ta đăng ký Đó là bằng Google và bằng Facebook thì các bạn dùng cách nào cũng được với mình thì mình sẽ đăng nhập bằng Facebook nhé. Ok và sau khi các bạn sẽ vào được cái app này rồi Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành Đó là nó sẽ bảo chúng ta có một cái mã mời Thì giờ, bây giờ các bạn sẽ nhập cho mình cái mã mời này vào nhé Đó mã mời thì mình sẽ để ở phía bên trái video Hoặc là ở phía bên dưới phần mô tả thì khi mà các bạn nhập cái mã mời này thì các bạn sẽ nhận được 200 cái đồng PHT Còn nếu bạn không nhập mã mời thì bạn không nhận được gì cả nhé Sau khi các bạn nhập xong cái mã code thì chúng ta sẽ nhấn vào cái chữ confirm Đó thì nó sẽ chạy và lúc này các bạn sẽ nhận được 200 cái đồng PHT này nhé, các bạn nhấn vào OK thì cái phần này thì các bạn sẽ lướt qua này hoặc là chúng ta có thể nhấn vào skip đó thì đây chính là cái giao diện chính của cái đồng à, của cái app này thì các bạn có thể thấy khi mà chúng ta đăng ký xong thì các bạn sẽ nhận được 1.000 cái đồng PHT và các bạn sẽ nhận được thêm 200 cái đồng PHT khi mà các bạn nhập cái mã code Ok và bây giờ thì mình sẽ chỉ cho các bạn một số cách để chúng ta có thể kiếm cái đồng token PHT Pre trên cái app này Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy những cái mục ở phần trên này Thì đây có bốn cái mục Thì mục đầu tiên thì nó là một cái phần vòng quay may mắn Thì mình sẽ nhấn vào nhé Thì đây mỗi ngày các bạn sẽ được một cái lượt quay Và chúng ta quay để nhận được những cái thẻ bài Hoặc là các bạn sẽ nhận được luôn cái đồng PHT Đó Rồi thì mình nhận được một cái thẻ bài và cái thẻ bài này nó dùng để làm gì thì lát nữa mình sẽ nói cho các bạn biết ở cái phần tiếp theo rồi thì các bạn nhấn vào đó như vậy là chúng ta đã nhận được một cái thẻ bài Tiếp theo là cái phần thứ hai đó là phần tháp card tức là cái phần này là cái phần thẻ bài thì mỗi ngày các bạn cũng sẽ được nhận một à, đây là một cái phần chơi chúng ta chơi game thì cái game này nó chơi luật chơi của nó như sau thì trong vòng 50 giây thì chúng ta sẽ chơi như cái trò club bird đó thì chúng ta sẽ giúp này đây cái này là nhảy và chúng ta sẽ nhấn nhảy nhấn vào cái chữ zoom này làm sao cho cái thẻ bài của chúng ta chạm vào những cái đồng token này nhá đó thì các bạn có thể thấy khi mà mình À, khi mà cái thẻ bài của mình, mình nhấn cho nó chạm vào cái token này Thì cái số PHT của mình sẽ được tăng lên Đó, và chút nữa thì chúng ta sẽ được nhận thưởng ở cái phần này Đó, và trong thời gian 50 giây Các bạn cứ nhảy trúng những cái đồng token PHT này càng nhiều Thì các bạn lại được càng nhiều cái đồng PHT nhé Rồi, thì đây mỗi ngày chúng ta sẽ có một cái lần chơi như thế này Đó, thì sau 24 giờ thì nó sẽ tự động cập nhật và các bạn có thể lên chơi nhé Ok và mình chơi được uh, Rồi tiếp theo là mình chơi và mình đã lên cái level Và khi các bạn lên level thì các bạn sẽ được Cũng được nhận thêm cái đồng PHT Thì các bạn nhấn vào phần collect này Đó và cái trò chơi này mình vừa chơi xong Thì mình được 119 cái đồng PHT Đó như vậy chúng ta nhấn collect để nhận nhé. Rồi và cái mục thứ ba là mục invite tức là mục để chúng ta mời bạn bè để chúng ta kiếm thêm Thì đây khi các bạn sẽ copy cái mã mời này để các bạn đưa cho bạn bè người thân của chúng ta Khi họ đăng ký xong thì họ nhập cái mã này vào thì họ sẽ được là 200 cái đồng PHT Và các bạn cũng sẽ nhận được 200 cái đồng PHT khi mà họ đạt level 3 và 1.500 PHT khi họ đạt level 10 Và 1.000 PHT khi họ đạt cái level 100 nhé Rồi đó, đó là cái phần mời và phần thứ tư đó là phần video thì đây chúng ta có thể xem quảng cáo. Các bạn nhấn vào này. Đó, thì nó nó sẽ bảo là bạn muốn xem quảng cáo để nhận cái thẻ bài không thì bạn nhấn vào confirm. Đó, như vậy là chúng ta sẽ xem cái quảng cáo này. Và sau khi các bạn xem quảng cáo xong thì các bạn sẽ nhận được những cái thẻ bài như thế này thì các bạn sẽ nhấn vào để chúng ta mở lên. Đó, thì đây mình được một cái thẻ bài nhé. Rồi. Ok. Và tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy đó là cái phần tiếp theo là phần hai quyển sổ này Thì những cái thẻ bài mà chúng ta kiếm được từ cái nhiệm vụ xem video Rồi là những cái nhiệm vụ chúng ta làm ở trên này Thì nó sẽ được đưa vào cái bộ sưu tập của chúng ta Thì bạn sẽ nhấn vào cái phần này để chúng ta xem bộ sưu tập nhé Thì đây có tất cả là 22 bộ sưu tập Như các bạn có thể thấy ở đây có 22 bộ sưu tập Thì các bạn lướt qua này Đó thì đây hiện tại đây là những cái thẻ bài mà mình có và trong mỗi bộ sưu tập như thế này khi bạn sưu tập đủ những cái thẻ 9 cái thẻ ở đây thì bạn sẽ nhận được một phần quà trị giá ví dụ như ở cái bộ sưu tập này. Đó có tên là bộ sưu tập này thì có tên là Crypto Planet. Đó thì các bạn khi mà sưu tập đủ 10 cái bộ này thì các bạn sẽ nhận được 10 cái thẻ này cộng thêm là 10.000 cái đồng PHT đó tiếp theo là với mỗi cái bộ như thế này thì chúng ta sưu tập đủ một cái bộ thì bạn sẽ nhận được là 10.000 cái đồng PHT và cộng thêm 10.000 cái thẻ 10 cái thẻ bài nhé rồi Ok, sorry các bạn một chút là khi mà chúng ta sưu tập đủ 10 à, những cái thẻ bài từng cái bộ sưu tập ở đây thì cái phần này là các bạn sẽ nhận được XP tức là cái kinh nghiệm để chúng ta thăng cấp ở đây nhé và khi thăng cấp thì các bạn sẽ nhận được cái đồng PHT chứ đây không phải là 10.000 PHT đâu nhé đó thì hiện tại thì đây có rất là nhiều bộ sưu tập cho chúng ta sưu tập ở đây thì mình đã sưu tập được một số rồi và ngoài ra bằng cách là khi mà các bạn ví dụ như với cái thẻ này mà nếu các bạn thừa đi thì các bạn có thể bán bằng cách là chúng ta sẽ nhấn vào này thì đây bạn sẽ nhấn rồi sau đó bạn nhấn vào swap Thì với mỗi cái thẻ như thế này thì tùy cái độ hiếm của cái thẻ Thì bạn sẽ bán được từ 10 cho đến 50 cái đồng PHT Và còn ngoài ra thì có một cái số cái thẻ bài ấy Chúng ta có thể đăng bán ở trên cái chợ Và giá thì chúng ta sẽ tự định Đó ví dụ mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn một cái thẻ bài nhé Đây Ví dụ như cái thẻ bài này thì đây là một cái thẻ bài nó cái chỉ số của nó khá là cao. Thì đây có 3 phần, đầu tiên là phần chay này. Đó là chúng ta sẽ đổi một cái thẻ bài này để lấy một cái thẻ bài khác. Đó, phần tiếp theo là swap là chúng ta sẽ bán. Bán thì với con này với cái thẻ này thì được 25 đồng PHT. Tiếp theo là phần sell. Đó thì chúng ta sẽ tự đặt cái giá ở đây. Đó, chúng ta sẽ tự tạo một cái giá ở đây và nhấn vào crack nó sẽ tự đưa lên cái chợ để nó bán và sẽ có người mua cho các bạn nhé. Đó. Rồi thì đây là toàn bộ những cái thứ mà chúng ta sẽ kiếm được ở cái phần à, thẻ bài và chúng ta sẽ đem bán hoặc là chúng ta sưu tập để nhận thêm kinh nghiệm. Rồi tiếp theo là cái phần sổ NFT. Thì đây là một cái ở à, cái công nghệ NFT, một cái công nghệ gọi là những cái thẻ bài này nó chỉ có duy nhất một cái thôi. Đó và khi mà các bạn sưu tập đủ 9 cái thẻ cào 9 9 cái thẻ bài này. Đây là 9 cái thẻ bài hiếm thì các bạn sẽ nhận được một cái món quà khủng đó trị giá là 50 triệu cái đồng PHT token. Đó thì đây là một cái khá là khó cho chúng ta bởi vì đây toàn là những cái thẻ bài hiếm và những cái thẻ bài này thì nó được giao bán trên chợ rất là nhiều à, không được giao bán trên chợ với giá rất là cao nên là để sưu tập được những cái đồng này thì chúng ta phải tự kiếm hoặc là nếu các bạn kiếm được một số rồi thì các bạn có thể lên cái chợ để chúng ta mua thì lên chợ thì bằng cách các bạn sẽ nhấn vào cái phần market ở đây nhé thì đây chính là cái chợ này đó thì bạn vào phần sale hoặc là phần trade ở đây có ba cái phần đó thì mình giới thiệu qua một chút phần trade tức là chúng ta sẽ dùng để đổi thẻ bài đó chúng ta ví dụ chúng ta muốn đổi cái thẻ bài này lấy một cái thẻ bài kia đó tiếp theo là cái phần sale đó phần sale thì chúng ta sẽ bán bán cái đồng này nhé à, bán hoặc là mua thì đây thì các bạn sẽ mua các bạn sẽ dùng cái đồng pht của chúng ta để chúng ta mua những cái thẻ bài ở đây nhé đó ở đây phần buy là phần mua rồi và mình khuyên thì nếu mà các bạn muốn chơi free ấy các bạn không uh, thì mình khuyên là các bạn đừng nên mua những cái thẻ này chúng ta tốt nhất là chúng ta tự kiếm free thôi nhé rồi tiếp theo đó là cái phần uh, private đó cái phần này thì uh, chúng ta sẽ tìm hiểu sau nhé cái phần này thì mình nghĩ là chúng ta không cần thiết lắm rồi tiếp theo bạn có thể vào cái phần shop này đó để chúng ta xem thêm một số cái thẻ ví dụ như ở đây nó bán những cái thẻ cào này đó với cái giá rất là cao đúng không ạ đó thì chúng ta đăng lên chợ thì nó cũng sẽ ra như thế này và các bạn có thể mua bằng cái đồng PHT hoặc các bạn mua bằng tiền thật rồi tiếp theo là chúng ta sẽ khi mà các bạn lên level hoặc là chúng ta hoàn thành những cái nhiệm vụ rồi thì các bạn sẽ vào cái phần mission ở đây này để chúng ta nhận thưởng nhé đó ví dụ như là mình hoàn thành cái nhiệm vụ đàn lên level 2 này mình sẽ nhấn vào claim đó thì mình sẽ nhận được một cái phần quà đó là một cái thẻ bài ngẫu nhiên thì mình sẽ mở ra tiếp theo là phần mở 5 cái poster đó tức là mở 5 cái phần thẻ bài thì mình sẽ claim nhé đó được 30 cái đồng PHT và sau khi các bạn hoàn thành một số cái nhiệm vụ ở đây thì các bạn sẽ nhận được những cái đồng PHT ở đây đó nó lên tới vài nghìn vài chục nghìn rồi Ngoài ra thì còn thêm phần ơn PHT thì cái phần này thì chúng ta sẽ là liên kết với một cái ví khác để chúng ta nạp cái PHT Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta rút cái đồng PHT này nhé Các bạn sẽ vào cái dấu này Đó ở đây các bạn sẽ thấy cái dấu ba gạch Thì đây các bạn sẽ nhấn vào cho mình Đó thì đây nó sẽ có phần đó là phần balance này Đó cái phần balance này thì các bạn nhấn vào cho mình Rồi thì đây cái min rút của con này ấy, nó là 20 Cái min rút của con này là 20.000 cái đồng PHT nhé. Đó thì như các bạn có thể thấy số dư của mình hiện tại là nó tương đương với 0.87 đô. Đó, mình mới chơi được 3 ngày thôi. Rồi. Và cái giá cái current price này là cái giá của cái đồng PHT hiện tại thì các bạn có thể thấy đây là cái biểu đồ cái giá của đồng PHT hiện tại. Và trong uh, mấy ngày trước, mấy tuần trước thì nó có một cái thời gian mà cái đồng PHT nó lên đỉnh điểm là nó hình như là X5 tài sản thì phải hình như có giá là 80 80 mấy đồng ấy. Đó. Thì lúc đó thì chúng ta bán PHT ra rất là có lời. Đó, các bạn chỉ cần chơi và các bạn giữ cái đồng này đến khi nó tăng giá các bạn bán sẽ có lợi hơn. Rồi. Thì đây để rút tiền thì các bạn sẽ vào phần là withdraw đó thì đây bạn sẽ nhập cái địa chỉ PHT Red Thì cái địa chỉ này thì chúng ta sẽ lấy trên cái ví trust wallet của chúng ta nhé Rồi và tiếp theo dòng thứ hai thì chúng ta sẽ điền là cái số lượng mà chúng ta muốn rút Đó và cái min rút là 20.000 cái đồng PHT Sau đó các bạn sẽ nhấn vào cái phần withdraw Thì nó sẽ tự động về thẳng cái ví trust wallet của các bạn nếu bạn nào chưa có cái ứng dụng Chit Wallet này thì các bạn có thể là lên cái CH Play các bạn tải cho mình cái ứng dụng này nhá. Đó thì cái phần này thì các bạn sẽ vào đầu tiên là nếu bạn nào chưa biết thì các bạn sẽ vào cái phần tìm kiếm này. Ở đây các bạn sẽ vào cái dấu này nhá. Đó, ở đây phần tìm kiếm thì các bạn sẽ điền cho mình đó là đồng PHT nhé. Rồi và chúng ta sẽ chọn là cái mạng lưới là PHT và cái mạng TRC10 nhé. Rồi đó, thì các bạn bật lên cho mình thì nó sẽ hiện ra ở cái phần trang chủ ở đây thì các bạn sẽ chọn cái phần là PHT10 để chúng ta đó thì nó có là Forneum đó thì các bạn sẽ nhấn vào sau khi nhấn vào ấy thì chúng ta sẽ nhấn vào cái phần sao chép đó như vậy là chúng ta đã sao chép cái địa chỉ ví thành công và đây thì các bạn chỉ cần nhấn dán vào paste vào là ok đó như vậy rất là đơn giản rồi thì đây là toàn bộ những cái và chúng ta trò chơi mà chúng ta có thể kiếm được tiền À, cụ thể đây là chúng ta kiếm cái đồng PHT này. Ngoài ra thì sẽ còn một cái số game nữa giúp chúng ta có thể kiếm được cái đồng PHT này. Nhưng mình thấy trò này là chúng ta chơi à, kiếm được nhiều nhất và có thể là nó chúng ta có cái cơ hội để chúng ta bán được nhiều cái loại vật phẩm để chúng ta kiếm được tiền. Ok thì các bạn có thể là à, tải app về và chúng ta trải nghiệm thêm. Và nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì đừng quên cho mình một like, một subscribe để hộ kênh của mình. Và nếu bạn còn thắc mắc gì thì hãy comment ở phía bên dưới, mình sẽ giải đáp cho tất cả các bạn. Và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.